Xin chào ngày mới quý bà cô chú anh chị thân thương của kênh Trang LTP, ngày thứ hai ngày hai mươi mấy tây tháng 7 năm 2024. Dạ thiệt là đi phim 10 ngày xong rồi Trang, giờ Trang cũng không biết ngày là ngày mấy nữa, chỉ biết là còn trong tháng 7 thôi. Dạ nói chứ nhanh thiệt hen cô chú anh chị, mới dèo một cái thôi là đến tháng 7, là đến nửa năm rồi. Tính ra tháng 6 tháng 7 này á, là cái khoảng giữa năm á, là khoảng cái thời gian mà gọi là bận rộn nhất của anh em Khương Dừa. Dạ tụi em vừa mới quay hình xong tập luyện và quay hình chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn, vừa kết thúc luôn là anh em tụi em lại tập trung qua phim của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Dạ nó hơi gấp rút một tí xíu do là lịch của chị Ngọc Huyền với lại bé Hà Tiên ở từ Mỹ về Việt Nam chỉ có một thời gian ngắn thôi, rồi sau đó quay phim xong là cả gia đình tranh thủ đi thăm gia đình rồi xong rồi lại quay lại Mỹ, nên là coi như mình làm liên tục gì luôn đó, suốt 3 tháng rồi còn gì nữa. Hôm nay thì Trang mới có thời gian rảnh ở cửa hàng. Dạ thời gian tiếp theo thì sau cái dự án phim Sầu Riêng xong Ngôi Sao Miệt Vườn á, thì là mình sẽ tới lúc được phát sóng vào ngày 18 tháng 8 năm 2024 trên kênh YouTube của sư phụ Khương Dừa là chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn lúc 20 giờ. Dạ và còn ngày tháng 9 là sẽ trên kênh YouTube của nghệ sĩ Ngọc Huyền Official sẽ là phim Sầu Riêng. Dạ một bộ phim rất là vui và rất là may mắn được mời được sự tham gia của rất là nhiều các nghệ sĩ mà Trang rất là yêu mến. Đầu tiên là nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền nè, cái thứ hai là nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, má Ngọc Giàu, má Kiều Mai Lý, diễn viên Lộng Đẹp Trai, diễn viên Hòa Hiệp, nghệ sĩ Bình Tinh, chị diễn viên Công Dẻ, sư phụ Khương Dừa. Ngoài ra thì có nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền nữa, nhưng mà rất là tiếc luôn là tới sát ngày quay thì chú Thanh Điền bị cấp cứu, bị bệnh nặng, thành ra là mình phải đổi vai liền. Và rất là may là ngay thì nó chú Bảo Quốc từ Mỹ về Việt Nam luôn, thật sự luôn á, là trước giờ quên, cho xin lỗi, còn nhân Hà Bảo Trung nữa. Dạ trước giờ mình xem tivi hồi nhỏ, xem tivi nhiều lắm, thấy các cô chú diễn rồi xem trong nhà ngoại phố nè, rồi xem thấy mấy cô chú diễn rồi đi xem kịch rồi xem hát rồi nữa, đâu bao giờ mình nghĩ là mình có thể được làm việc chung đâu. Nhưng mà khi mà làm việc chung rồi mình mới thấy tới từng tuổi này nha cô chú anh chị mà các cô chú vẫn còn rất là năng lượng, rất là sức khỏe, và cái thứ hai là rất là thân thiện, lúc nào cũng hướng dẫn chỉ dạy hệ hết cho các anh chị em đi sau, thành ra khi mà làm việc với cô chú giống như là mình là con cháu của cô chú luôn vậy đó. Cô chú nói chuyện rồi hướng dẫn rồi rồi dễ thương lắm. Nói chung là khi mà mình gặp mình thấy đã là mình được gặp thần tượng của mình là một, đã thứ hai là mình được gặp những người rất là dễ thương, rất là kinh nghiệm. Dạ không biết là bộ phim khi mà lên sóng thì có nhận được sự yêu thương của quý bà cô chú anh chị không, nhưng mà đến lúc mà quay hình á, thì cảm giác của tụi em lúc đầu mới làm á thì ai cũng thấy lâu á, mới làm ngày đầu hay ngày thứ hai đó, trời ơi còn đến 8 ngày nữa lận, là 8 ngày là từ 7 giờ sáng cho đến 10 giờ tối là cái giờ quay hình nha, là 7 giờ sáng là tụi em ở nhà là phải 5 giờ thức dậy chuẩn bị, 6 giờ là ra khỏi nhà chạy xe lên chỗ Bình Chánh mất hình tiếng, là 7 giờ quay hình xong tới 10 giờ, 10 giờ là dọn dẹp đồ này nọ, khi 10 rưỡi 11 giờ bắt đầu 11 giờ về đây là 12 giờ. Đó là cứ hôm nào trong 10 ngày đó là đều như vậy. Nhưng mà những ngày đầu thì thấy rất là mệt mỏi, rất là cảm thấy sao mà lâu dữ vậy. Nhưng mà bắt đầu đến ngày thứ 8, thứ 9 rồi thì ai trong đoàn cũng cảm thấy quyến luyến, bịnh rịn nhau hết rồi hả. Nói chung là nhớ 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 rồi cảm cảm cũng hôm nay OT, hôm nay quay qua đêm cũng được để được gần nhau. Mọi người còn hay giỡn á, mấy ngày cuối là thường cái ngày kết thúc thì sẽ báo giờ cho ngày thứ hai, thì thường em sẽ nói là ngày mai 7 giờ nha, địa điểm này nha, thì đến cái ngày cuối cùng á mấy anh em cũng hay giỡn nhau, rồi mai 7 giờ ở đâu đi Trang hay là chị Ngọc Huyền này hay giỡn hay nói chuyện với tụi em là các em yêu ơi chị tới rồi, các em yêu ơi chị đang trang điểm, các em yêu ơi quay thôi chị xong rồi nè sau đến ngày cuối cùng là ai cũng chọc lại cho chị Ngọc Huyền nói những câu đó. Dạ nhiều kỷ niệm, nhiều niềm vui lắm rồi. Còn có không biết là lên phim như thế nào, nhưng đến lúc mà tụi em quay hình đó thì tụi em cảm thấy cũng khá là dễ thương. Dạ không biết là có vừa với ý với mặt của chú anh chị hay không, nhưng mà mong là nó sẽ là một cái bộ phim để cô chú anh chị có thể giải trí nè, rồi cô chú anh chị cũng có thể tương tác bình luận góp ý cho chị Ngọc Huyền, cho anh Khương Dừa cũng như là tụi em, để tụi em sẽ có nhiều
đóng góp hơn để tụi em chỉnh chu hơn cho những cái lần sau. Rồi chị Huyền với anh Khương đang ấp ủ một cái dự án mới là cán cá chọn chồng, mà cái dự án này là chị Ngọc Huyền định cho tụi em các chị em đệ tử Cửu Khương Dừa với lại bé Hà Tiên làm nhà diễn viên, nên nếu mà cô chú anh chị thấy cái phim này ok được được đó, thì có gì động động viên nha, rồi xong rồi bình luận là làm nhà cái cá chọn chọn chồng đi chị Ngọc Huyền ơi, để chị Ngọc Huyền với Cửu Khương Dừa sẽ làm một bộ phim nha, cho tụi em đóng nữa nha. Dạ cảm ơn em mà cô chú anh chị rất là nhiều. Rồi riêng bản thân Trang thì sắp tới Trang cũng sẽ có nhiều cái hoạt động sự kiện lắm. Hôm nay là cái ngày 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 rảnh, ngày chủ nhật trước khi ngày mai là bắt đầu lại làm công việc, nên là Trang sẽ đi tiếp tục hành trình trao gửi yêu thương của mình đến với quý bà con cô bác anh chị. Dạ trong suốt thời gian qua thì lúc mà Trang làm á, thì hồi xưa là Trang chỉ trích từ cái phần tiền làm của Trang với bạn Heo thôi, hoặc là cái phần tiền bán hàng của hai đứa, nhưng mà sau đó thì khi mình làm với cái được cô chú anh chị yêu thương thì nó nhiều cô chú mua hàng bên Trang. Rồi thường là những cái tiền 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 dư á, thì cô chú anh chị không có lấy tiền thối, mà cô chú anh chị nói là thôi cho vào cái quỹ từ thiện của Trang đi, rồi cái có dịp nào mà Trang đi gửi tặng quà cho bà con lao động cơ nhỡ nè, hoặc là thấy hoàn cảnh nào khó khăn thì Trang cứ lấy cái đó xin sử dụng. Dạ thì thật ra thì thời gian rồi thì Trang cũng vẫn vẫn tiếp tục nhận và Trang đều có ghi chú lại. Hôm nay thì Trang sẽ tiếp tục đi trao cái phần quà từ cái số tiền của vợ chồng chú Vinh ở Đức. À, thay mặt cho bà Nguyễn Thị Bạch Yến ở Gò Công. Dạ đợt trước thì ngày 4 tới tháng 7 là năm năm ngoái thì vậy, thì cô chú có gửi Trang 12 triệu, thì Trang đã đi nhiều lần rồi, tới số tiền hôm nay thì còn lại là 7 triệu tư. Hôm nay Trang dự tính là sẽ đi 20 gửi tặng cho 20 cô chú anh chị nữa, thì mỗi phần quà thì Trang sẽ xin gửi tặng 50.000, là một cái bao lì xì 50.000 từ trích được số tiền của cô chú Vinh ở Đức là còn lại 7 triệu tư á. Phần còn lại thì Trang sẽ gửi tặng xài xí dẻo. Dạ đây là cái sản phẩm mà mùa Tết năm vừa rồi Trang bán rất là chạy, và trong suốt năm nay thì bà con cô bác cũng rất là yêu thích, ủng hộ rất là nhiều. Đây là cái hộp 500 gram đó cô chú anh chị, chín bông hoa đó, những cái miếng xoài mình xếp lại rất là đẹp. Dạ, cái này thì rất là ít đường chứ, nên là cô chú anh chị ăn nó không bị ngọt đâu, mà Trang thấy dễ thương, nên là đợt này Trang sẽ tặng gửi tặng cho quý mà cô chú anh chị lao động cơ nhỡ. Dạ Trang thì là Trang cũng hơi bị bận, do là cái lịch của Trang nó không có được chủ động, mà Trang sẽ theo cái lịch làm việc của anh Khương, nên nhiều khi cô chú anh chị có gửi Trang nhưng mà Trang chưa có đi được liền, thành ra là Trang có báo cho cô chú anh chị là lúc nào rảnh, lúc nào có thời gian thì Trang mới đi được nha. Nhưng mà rất là may là cô chú anh chị xem kênh Trang chắc là cũng biết cái công việc của Trang, nên mỗi lần gửi cái gì thì cũng cũng nói với Trang là không sao đâu, cứ sắp xếp mà đi. Dạ thì hôm nay thì Trang lại có thời gian rảnh thì Trang sẽ đi trao quà cho bà con của ba anh chị làm cơ nhỏ. Rồi ngày mai ngày mốt thì Trang sẽ tranh thủ lên thăm bà My với lại thăm chỗ mấy ông mẹ Như. Dạ nói chung có thời gian rảnh thì Trang sẽ sắp xếp để mình đi đi thăm những cái chỗ mà mình để đi thăm. Dạ ngoài ra thì còn có Mạnh Thường Quân, Jenny Nguyễn có gửi cho Trang 50 đô một Mạnh Thường Quân ẩn danh Nguyễn gửi email. Trang xin ghi bí mật ha, như tại vì chị muốn ẩn danh nhưng mà chị gửi liên lạc với Trang qua email, số tiền là 200 đô. Dạ rồi có một Mạnh Thường Quân ở Canada gửi Trang số tiền là 100 đô Canada tiền mặt, với lại là có anh City Vũ đặt rồi mua hàng của bên Trang cũng gửi. Rồi cũng có nhiều cô chú anh chị mua hàng bên Trang rồi gửi số tiền dư đó trong cái quỹ từ thiện của Trang nữa. Dạ nói chung là Trang cũng xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị rất là nhiều đã yêu thương, tin tưởng và ủng hộ cho Trang. Dạ rồi cái hoạt động sắp tới của Trang thì của bên anh em Khương Dừa thì hết cái này thì bắt đầu mình hậu kỳ nè, chuẩn bị lên sóng. Rồi sau đó thì mình sẽ làm cái chương trình Học Để Đổi Đời. Rồi sau mà anh Khương hãy đang dự tính làm cái phim Trùng Nổ vào cuối năm, nhưng mà Trang không biết là có kịp hay không, tại vì quan trọng nhất vẫn là cái phần kịch bản của mình. Rồi bản thân Trang thì cũng sẽ có dự định nè, sắp tới sẽ bán bánh trung thu. Và khoe với cô chú anh chị luôn là năm ngoái Trang bán bánh trung thu lần đầu tiên Trang bán, nhưng mà trộm vía là bánh trung thu ngon được bà con cô bác anh chị yêu thương, nên năm nay Trang chưa rao gì luôn, Trang chưa có up thông tin gì luôn, mà có nhiều cô chú anh chị khách hàng cũ đã nhắn tin cho Trang hỏi là ủa Trang ơi có bán trung thu chưa. Trang mới nói là dạ em mới có mẫu mã bao bì thôi chứ em chưa có bánh, bắt đầu tuần sau là bắt đầu vô vô cái mùa mùa trung thu á, bắt đầu là tháng vô tháng trung thu rồi á thì em mới có bánh, rồi em sẽ gửi mẫu cho cô chú anh chị. Dạ như vậy đó, mới vậy thôi nhưng mà cũng có trộm vía là cũng có đã khách hàng đầu tiên rồi, đặt một cái đơn hàng cũng
25 hộp bánh trung thu, hộp bún bánh. Nên là Trang rất là mừng, rất là biết ơn là được cô chú anh chị yêu thương ủng hộ. Trang biết là ở ngoài thì sẽ có nhiều chỗ bán, nhiều 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 bạn bán nhiều món ngon lắm, chứ không phải là chỉ có mình đâu. Nhưng mà chắc là may mắn là cái khẩu vị của Trang phù hợp với quý mặt của chú anh chị nè, rồi cái ông quý mặt của chú anh chị biết Trang nên là tin tưởng ủng hộ nha. Rồi có nhiều cô chú anh chị mua rồi tặng cho bạn thân, rồi tặng cho gia đình và người thân ở nước ngoài hay là ở tỉnh nữa, thì bánh trung thu của Trang cũng như năm ngoái ha cô chú anh chị, thì sẽ có hộp một bánh, hai bánh, bốn bánh, và bánh trung thu của Trang thì gửi đi được toàn quốc nha, là gửi trong Sài Gòn cũng được, hoặc là gửi qua bên các tỉnh trong trong Việt Nam cũng được luôn. Đây bây giờ để bạn Heo khoe bánh trung thu với mặt cô chú anh chị nha. Xin chào quý bà cô chú anh chị của kênh chị Trang. Bé Heo đã quay trở lại với kênh chị Trang rồi đây. Ngày hôm nay thì bé Heo xin phép thay mặt cho chị Trang để được giới thiệu đến quý bà cô chú anh chị những cái hộp mới, xem như là những cái chắc chiêu chọn lọc của hai chị em ở trong mùa trung thu này nha. Đầu tiên là bạn Heo sẽ xin phép giới thiệu cái hộp bốn bánh trước đi nha. Tại vì năm nào thì bánh trung thu của chị Trang á, năm ngoái bán lần đầu tiên nhưng mà trộm vía là được quý bà cô chú anh chị đặt quá trời luôn, khen rất là ngon. Đó thì đây là cái hộp bốn bánh năm nay nè quý bà cô chú anh chị. Thì năm nay là chị Trang chọn cái tông màu đỏ, xong rồi mình sẽ có kết hợp với lại một chút trắng vàng và có viền đỏ của quả lựu để nhìn cho nó ấm cúng ha. Đó thì đây là cái bao ở bên ngoài vẫn rất là chỉnh chu đàng hoàng, có cả ép ép kim nữa. Quý bà cô chú anh chị có thấy bóng bóng ép kim không? Rất là đẹp nha. Đó. Nhưng mà làm sao để quý bà cô chú anh chị yên tâm là mình mua đúng hàng của chị Trang? Dạ đây. Mặt đằng sau là có dán logo của chị Trang nha. Đó, cứ nhìn thấy cái chiếc xe máy màu trắng nè, với lại cái logo Trang LTP ở trong cái camera, và có ghi tên kênh YouTube của chị Trang là Trang LTP hoặc là Trang Lương Thực Phẩm đó, ghi tắt của Lương Thực Phẩm, và số điện thoại là 0349563756 Này là là trá hình đó, này là giới thiệu số điện thoại để bán hàng chứ đâu phải đâu. thì biết chắc chắn là đã mua đúng sản phẩm của chị Trang rồi nha. Nói chung bánh trung thu của chị Trang thì bạn Heo tin tưởng là rất là ngon, bởi vì bạn Heo ăn rồi ngon thiệt. Còn năm nay thì chị Trang đang dần dần hoàn thiện hết tất cả những cái nhân của bánh năm nay, bởi vì mỗi năm mình sẽ phải cập nhật lại để cho nó phù hợp với khẩu vị của quý bà cô chú anh chị. Đó thì đây là cái hộp ha, năm nay là cái hộp rất là đẹp, để bạn Heo mở ra cho quý bà cô chú anh chị coi nè. Đó, khi mình mở ra là như kiểu là 3D vậy đó. Nó có Đó nhiều lớp nha quý đúng mặt cô rồi. chú anh chị. Xong cái bây giờ để bạn Heo để xích cái này qua đây để quý bà cô chú anh chị hình dung được. Đó thì bây giờ bắt đầu mình mới bật mí cái nét đẹp bên trong nha. Một, hai, Hai ba. ba. Wow, Wow. đó, năm nay cái hộp bốn bánh là từng cái hộp nó sẽ nhiều chi tiết như vậy luôn. Thì nó sẽ là đối xứng với nhau như vậy. Cái hộp con rất là đẹp quý bà cô chú anh chị, để bạn Heo để lên Ánh đó. kim luôn. Đây quý bà cô chú anh chị có thể thấy nó ánh kim. Rất là đẹp nha. Mình cái cách mình mở ra nó cũng nhẹ nhàng và nó đẹp và nó tinh tế lắm quý mình chị anh chị. Mình chỉ việc cầm hai cái mé này mình kéo nó ra như thế này đó, là bên trong mình đã mở ra, mình lấy cái bánh trung thu của mình rồi. Ước gì giờ mở ra thấy cái thập cẩm hai trứng hay một Ăn liền. Nói chứ trứng Trang như là mấy ha. Heo cũng rất là nôn tới mùa trung thu của chú anh chị, tại vì thèm bánh trung thu thiệt thiệt Rồi sự. Mà cái hộp bốn như vậy, cái hộp mà hộp một á, hộp bốn bánh mà những cái hộp con một bánh ở trong này nó rất là dễ thương, thành ra như cô chú anh chị mà mua hộp bốn bánh xong rồi muốn tặng cái này cho người thân của mình á, cũng tặng cũng được, cũng rất là lịch sự ha. Ngoài ra thì năm nay so với lại năm ngoái á, thì khi mà mua hộp bốn bánh á, thì bên được cô chú anh chị góp ý á, là năm nay Trang sẽ có thêm cái bộ dao với lại Dao nĩa nĩa. nhỏ để cho cô chú Đúng anh rồi. chị tiện dùng khi mà mua bánh trung thu nè. Tại Cái thứ vì hai á, là sẽ tặng thêm cho cô, xin mời cô chú anh chị là người ta gọi là gì, có bánh có trà Là đúng mở đầu câu chuyện không? đó. Nói chung là năm nay hai chị em sẽ cố gắng làm sao cho một cái hộp bánh trung thu của mình đó đầy đủ hết mức có thể để phục vụ cho cái nhu cầu là nhiều khi mình mang cái hộp bánh đi qua nhà bạn mình tặng.
mình muốn ăn liền nhưng mà mình lại không có dao có nĩa liền ở đó thì kiểu cũng bất tiện á đó. Thì chị Trang và bé Heo rất là cảm ơn cái đóng góp ý kiến của quý bà cô chú anh chị mỗi khi mà mua sản phẩm để bản thân chị Trang và bạn Heo ngày Tiếp càng thu trưởng thành liền. hơn. Đúng rồi, hôm năm ngoái nói cái đó là tiếp thu liền liền luôn á, nhưng mà thực sự là cái khoảng thời gian nó ngắn Hơi quá gấp quá. Dạ. và nhân lực của cửa hàng thì đông quá, có 2 người thôi nên và thêm bé Nương nữa. Thì thật ra là thành ra là bản thân bạn Heo lúc đó là mình rất muốn làm nhưng làm không nổi, đó là thiệt đó. Thì năm nay là có thời gian dài hơn thì bạn Heo sẽ chuẩn bị. Chưa, đây, cái này còn có một cái hay nữa là cô chú anh chị biết tại sao có cái miếng này không? Chị làm thêm cái miếng này để làm chi? Để khi cô chú anh chị mà có ăn ở trên bàn á, đó, À, cái cô chú lót anh chị để đây lên. ha, xong rồi để cái hộp bánh ra đây. À, Đó, xong rồi mình có thể mình lấy cái bỏ bánh ra, ra. khi mình để cái bánh ở trên này nè, rồi mình cắt mình ăn. Thì như vậy cái này giống như là một cái gọi là một cái miếng khăn trải bàn đó, mình đặt cái bánh Đúng rồi, trung đúng thu rồi. lên nó vẫn rất là xinh, Gọn vẫn rất gàng là đẹp đẹp nè. ha. Mình Trang lấy cái bánh trung thu ra ha, cái xong Trang để bên này đó, thì mình cắt ra cái mỗi người một miếng ăn Ăn rất là xong cái đẹp mình bê luôn. cái này đi luôn. À, Yeah, dọn dẹp nó đi nó cũng rất gọn là đẹp gàng. và rất là lịch sự, nên là năm nay cô chú anh chị nào mà mua bánh bên Trang thì tin yên tâm ha, là trộm vía là bao bì thì Trang thấy cũng khá là xinh. Rồi một hộp bánh bốn bánh thì sẽ có thêm sẽ tặng thêm cái túi trà với lại cái dao cho quý bà cô chú anh chị luôn. Ngoài ra đặc biệt thì là đang mùa mưa nữa, nên là khi mà cô chú anh chị mua bánh trung thu cái Đây. túi túi giấy như vậy, nhiều khi Trang cũng sợ. À, tại vì Trang cũng À. bị gặp rồi là Trang Nên xách cái túi giấy như vậy cái xong đi nó mưa ướt là còn còn sũng còn có 2 cái dây à, ở mà. đâu ra mất cái ruột rít ở trong luôn rồi. Cải Nên là đợt này á, Trang tiến. cải tiến là Trang làm một À, cái xách túi như ni lông vậy. to đó. Rồi cái cô chú anh Mọi chị người cũng mua nhờ. dù là hộp một bánh bốn bánh thì Trang sẽ đều có cái túi ni lông để cô chú anh chị xách ra ngoài để mình đi tặng á. Đầu tiên là mình yên tâm, cái thứ hai là cái hộp bánh của mình á, khi mình lấy ra thì nó không có bị nhiều khi xách nặng quá, hoặc là cái hộp giấy nó có vấn đề cái nó bị hư cái quai á, cái túi cái tay cầm này nè nó bị xúc ra, thành ra là cô chú anh chị bị lo. Nên là kỳ này là có cái túi ni lông mà cô chú anh chị móc lên xe hoặc là ngồi đằng sau ôm thì nó cũng cẩn thận, nó đẹp. À, ít nhất là cái bánh trung thu của mình tới nơi của người thân của mình là trọn An vẹn, toàn, an dạ toàn an hả? toàn. Nói chung là mỗi mỗi một năm á, mình thật ra năm ngoái cũng là năm đầu tiên mà hai chị em bán bánh trung thu, cho nên là còn nhiều cái bỡ ngỡ lắm quý bà cô chú anh chị. Năm nay thì mình trưởng thành hơn rồi, mình có cái thời gian chuẩn bị rồi thì Không, mong trưởng thành là chắc chưa chưa dám nhận trưởng thành đâu, mới gọi trưởng thành là hơn bước thôi. lên, bước lên một bước thôi. Đó, thì mong rằng là những cái cải tiến nghe nó có vẻ nhỏ 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 như vậy, nhưng mà mong là cái trải nghiệm của quý bà cô chú anh chị khi mà cầm trên tay cái hộp bánh trung thu của chị Trang á sẽ được trọn vẹn hơn. Đó, còn năm ngoái thì thiệt ra là hai chị em mà cũng sát quá, cái cũng tập trung vào trong cái hộp hộp 4 Với lại cái thì chất lượng của bánh hơn đó, đúng mình lo rồi mình chọn đó. cái mùi vị bánh cho nó Đúng phù rồi, hợp. thì năm nay thì đương nhiên là chất lượng của bánh vẫn phải là đảm bảo ha. À, chị Trang vẫn đang trong những cái bước cuối cùng để hoàn thiện sao cho cái nhân bánh là ngon 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 nhất có thể luôn. À, và bạn Heo đã đặt hàng chị Trang rồi, năm nay bạn Heo sẽ phải ăn thật nhiều cốm dừa. Chung là bạn Heo năm ngoái phát hiện ra cái món cốm dừa đó quá ngon luôn, nhưng mà khúc cuối không giữ được cho mình chiếc bánh nào hết, cũng Trời, với hơi lại năm ngoái là Trang với bạn bé Heo khi mà có bánh đó là bán liền 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 đơn cho cô chú anh chị á, nên là lúc đó cũng chưa có thử hết tất cả các loại bánh ngay cái hôm mà mình nhận hàng đó nha. Nghĩa là hôm đầu tiên lúc mà mình mới làm á thì mình sẽ mỗi người ăn thử tất cả các vị, nhưng đến khi mà mình chốt các vị, bắt đầu mình bắt đầu vô cái giai đoạn bán bánh trung thu là mình không ăn được cái bánh, không ăn được tất cả các vị ngày nào luôn, cả cái mình mặc dù là mình kêu mình có để dành á, để dành cho tất cả mỗi vị một mùi để coi như chia cho hai gia đình hai bên nè. Nhưng Rồi mà cái để hôm dành để đó bán cho ngày hôm rồi sau. ai về đâu là hôm sau là hết sạch luôn cô chú anh chị thật sự. Nhưng mà năm nay á, là tụi em quyết định là cái ngày đầu tiên bán bánh trung thu dù có đơn hay không có đơn, tụi em sẽ làm đủ hết tất cả các vị, Đúng rồi rồi. xong tụi em sẽ làm một buổi buffet nha, bánh trung thu. Rồi cô chú anh chị nào mà rảnh á thì Trang mời qua nghe nhà Trang, Trang sẽ làm, Trang sẽ công bố cái thời gian đó của cô chú anh chị qua cái mình ăn thử bánh trung thu năm nay của Trang như thế nào đó. Đó, Tiếp thì theo năm năm ngoái thì là đầu tư vô hộp 4 và chất lượng bánh, thì năm nay mình có cái thời gian chuẩn bị dài thì chị Trang và bạn Heo cũng mà đầu tư thêm về trong những cái hộp 1, bởi vì bạn Heo biết là thật ra giá thành của một cái bánh trung thu á nói cao cũng không phải là cao, nhưng mà chắc chắn là nó không phải nhỏ, nên là bạn Heo muốn á, là một cái cho dù chỉ là một chiếc bánh thôi thì cũng phải đảm bảo tất cả mọi mặt về hình ảnh rồi rồi nói chung phải đẹp xinh, mình cầm trên tay một chiếc bánh trung thu á, mình phải
có cái cảm giác là Tết Trung Thu em rước cái đèn này nó đi giống như chơi. Cái lồng đèn vậy đó, mà cái này tặng dễ thương nữa. Tại vì một bánh hay bốn bánh hay hai bánh, nói chung là mình đã có lòng mình tặng một cô cùng một người thân của mình thì nó rất là quý. Nên là Trang năm nay Trang tìm là một cái hộp bánh Trung Thu hộp một cho nó dễ thương nhất, để mình vừa nhận thôi mình thấy được nhận cái này là thấy xinh rồi đó, dễ thương. chưa còn biết mở bánh ra sao nữa, mà mở bánh ra ăn cái là mà tuyệt vời. Năm ngoái thì chị Trang và bạn Heo nhận được rất nhiều những cái đơn hàng là các anh chị ở nước ngoài mua tặng cho nhiều gia đình người thân ở Việt Nam, nhưng mà mỗi gia đình thì cứ là hai hộp hai hoặc là bốn hộp một đó, kiểu như tại là vì, tại vì muốn là một gia đình ví dụ như có năm thành viên thì muốn mỗi người được cầm một cái riêng của mình, chứ không phải là một hộp bốn chia ra đó. Thì chị Trang và bạn Heo hiểu cái tâm tư, cái nguyện vọng đó, nên năm nay là cho dù là có mua 10 hộp một thì cũng là mỗi người một hộp nha, và hộp nào cũng sẽ rất là chỉnh chu và đẹp như vậy. Đó thì sẽ có hai màu, màu cam và màu đỏ, là những cái màu rất là truyền thống và nó làm bật lên cái hương sắc của Trung Thu liền luôn. Cho nên là quý ông bà anh chị cứ yên tâm là cho dù là hộp cam thỏ hay là hộp hộp đỏ con đỏ lân lần. Á, thì cũng đều rất là đẹp và rất phù hợp với Trung Thu. Yeah. Thì hiển nhiên là hộp 4 mình có cái bao để mình đựng đúng không, thì hộp 2 á chị Trang và bạn Heo cũng có làm cái bao để mà đựng rồi, cho nên là khi mà hả đặt vô trong này nè để mình giao đến cho người thân á, mình không có lo là bị ướt hay là bị vấn đề gì với bánh của mình hết đó. Yeah, xong dễ là mình chỉ quá. Việc cầm tới thôi. Yeah. Thì nếu như mình mua 10 hộp một thì mình có thể bỏ vào trong một cái bịch này mình xách cho nó gọt. Đó, còn nếu mà quý bà cô chú anh chị mình muốn tách ra là mua mỗi gia đình tặng hai hộp một hoặc để là giống riêng như ra. cái túi hai hộp một đó là tặng cho bạn bé Heo, còn cái túi hộp bốn đó tặng cho Trang YouTube đó, thì cô chú anh chị có thể dặn thì tụi Trang sẽ có một cái cạc nữa bạn bé Heo. Đúng rồi. Có khoe cái cạc đây luôn đây không? có. Dạ. Là năm nay nói chung trời, là năm năm nay nay là là tụi em là gọi là gì ta, trang bị vũ khí cẩn thận nha. Dạ, có sự đây đây chuẩn bị trước. Dạ, hôm bữa bạn Heo đã có ghi sẵn rồi để cho quý bà cô chú anh chị có thể hình dung được cái cạc nó như thế nào. Dạ. Thì nói chung là những cái cạc này nội dung về cái mặt hình ảnh á thì nó rất là đơn sơ giản dị thôi, nhưng mà từ nó trái tim đến trái tim mà, đúng rồi, tại vì đó là một món quà của cô chú anh chị yêu thương dành tặng cho người thân của mình đó, nên là cô chú anh chị mà có muốn tặng món quà cho ai thì tụi em sẽ làm cái thiệp hình trái tim như vậy, xong rồi ghi nội dung vô và nó rồi phù xong hợp rồi với tất cả mọi sẽ mọi lứa tuổi luôn, để vô trong cái vô trong túi như vậy. Thì đó, thì bạn Heo có thể bấm nhẹ lên như vậy ha. Còn nếu như mình đã tặng hộp một thì bạn Heo sẽ nhét vô trên trong này cho mình luôn. Đó, mình bạn Heo nhét đã test thử hết rồi vừa nha, để cho mình nhét vậy. Thì khi mà bất kỳ ai nhận mình mở ra mà mình thấy dễ thương quá, mình mở ra mình thấy cái bánh Trung Thu ngửi ra thấy thơm rồi nha, cái hình cái trái tim mình thấy là Trung Thu Tết đoàn viên rồi, còn mọi người muốn bạn Heo ghi thêm cái lời chúc gì ở đây á thì bạn Heo sẽ ghi cái lời chúc đó của quý bà cô chú anh chị đây, xong bạn Heo bỏ vô xỉu. Thì là Dễ bạn thương Heo đã xỉu. Đầu tư sẵn cái bút mà lại chuyên viết thiệp rồi đó, nên là thành ra quý bà cô chú anh chị cứ yên tâm là cho dù bận hoặc là như thế nào đi chăng nữa, bạn Heo sẽ cố gắng là ghi những cái thiệp mà nó chỉnh chu được như thế này, để cho cái nét chữ á nó nó sẽ được đẹp, nó sẽ yeah. được trọn vẹn. Thì đó, bạn Heo đã chuẩn bị sẵn rất là nhiều những cái mẫu trái tim mà nó phù hợp. Yeah, hoặc coi như là một cơ hội để mình thăm người thân của mình, nên là coi như cũng là một món quà mà Trang FTP với bạn Mấy Heo thay mặt với mặt của chú anh chị gửi tặng mà, nên là Trang với bạn Mấy Heo là cố gắng làm cho nó chỉnh chu nhất đó, để bữa sau là có thêm cái hộp trà với lại cái dao cái nĩa Trang thì sẽ bỏ bổ sung vô nguyên một hộp, là Trang sẽ cập nhật cho quý mặt của chú anh chị hen. Hoặc là có mình cũng tặng cho các bạn nhỏ mà mình thấy cái trái tim nó có vẻ hơi luống tuổi quá với các bạn nhỏ, thì mình có thể, bạn Heo cũng có mua một vài cái kiểu như hình ngôi sao, hình bông hoa để các bạn nhỏ nhận cái thấy cũng hợp với mình. Đó, đây là cho có thể là các bạn gái hoặc các bạn nam cũng được, nếu các bạn thích. Đó, màu xanh thì bạn Heo cũng chọn những cái tông màu xanh pastel thôi, để mà nói chung là nam nữ chị em gì là mình đều có thể áp dụng được hết, nên là quý ông bà cô chú anh chị chỉ việc giúp bạn Heo. Đầu tiên là gọi điện cho số điện thoại 0349563756 kể từ ngày hôm nay nha. Mình lấy cái menu, mình lựa cái nhân bánh mình thiệt là thích. Có trứng chú không anh, trứng. Cô chú anh chị có thể chọn bên em có bánh mặn với bánh chay. Bánh chay là bánh không trứng. Rồi có bánh bía nữa. Với lại cô chú anh chị bên em là sẽ giao bánh Trung Thu toàn quốc luôn. Nghĩa là giao ở trong Sài Gòn và giao ở các tỉnh khác. Cô chú anh chị mua hộp 4 bánh là bên em miễn phí giao hàng rồi.
Cái thứ hai là cô chú anh chị có thể bây giờ có thể đặt để ăn thử nè, rồi cũng có thể là chọn ngày giao, ví dụ như giờ còn sớm quá thì cô chú anh chị có thể nói là đúng cái ngày ngày trung đó thu giờ hãy đó giao giao tặng cho cô chú anh chị, thì vâng bên em cô chú anh chị cứ muốn thời gian nào giao là bên em sẽ đáp ứng ghi hết. chú lại. Dạ, ngoài ra thì trong cái đợt bánh trung Tết trung thu năm nay thì như năm ngoái thì em với bạn mấy heo cũng sẽ đầu tiên là đi gửi tặng bánh trung thu cho quý bà cô chú anh chị lao động cơ nhỏ nè. Cái thứ hai là em như bạn mấy heo cũng sẽ tổ chức tiệc trung thu nho nhỏ ở mái ấm mẹ Như, nơi mà có các bé đang điều trị bệnh Bệnh ung ung thư. thư. Cái thứ ba là đi thăm những cô chú anh chị khó khăn mà em vẫn đang theo dõi giúp đỡ, ví dụ như là cụ Hoa, cụ Nguyệt nè, hoặc là bức tranh không đồng mà mi nè, hoặc là anh em dưỡng danh. Dạ, nói chung là tụi em có thời gian tụi em sẽ sắp xếp đi trao gửi yêu thương hết. Nói chung là mỗi lần Trang có sản phẩm mới nào thì Trang cũng sẽ đi chia sẻ để bà con cô bác cùng thử. Thôi bây giờ thì em với bạn bé heo sẽ cùng lên đường để đi trao gửi 20 phần quà, mỗi phần là một hộp xoài Xoài sấy sấy dẻo dẻo. 500 gram hình bông hoa rất là xinh. Ngoài ra sẽ là cái phong bì lì xì, mỗi phong bì là 50 ngàn. Dạ, của quý ông bà, của chú anh chị Mạnh Thường Quân kênh YouTube Lớp Trang trang LTP. ATP. Đây là số tiền trích ra từ cô chú Vinh. Dạ, cảm ơn cô chú rất là nhiều. Xin cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thiệt là nhiều nha. Bây giờ thì mời Lên cả đường nhà mình cùng nào. lên đường nào.